Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin 141 do Đài Hà Nội phối hợp với Công an thành phố thực hiện. Mở đầu là những tin tức về an ninh trật tự chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân khiến 56 người thiệt mạng, Công an thành phố Hà Nội cho biết vẫn đang mở rộng điều tra vụ cháy đặc biệt là làm rõ xem có đủ căn cứ để xử lý hành sự nhóm cán bộ nhà nước liên quan đến vụ việc này hay không. Theo đó, công an Hà Nội đã đăng ký vụ án này vào diện thành ủy theo dõi, chỉ đạo trên quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Sau vụ cháy, thành ủy Hà Nội đã ra quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm của 3 cơ sở đảng thuộc quận Thanh Xuân gồm Ban Thường vụ quận ủy Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân và Đảng ủy phường Khương Đình nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 để làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan. Theo giấy phép xây dựng của quận Thanh Xuân cấp tháng 3 năm 2015, công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ 6 tầng, diện tích xây dựng tầng 1 167 m2, mật độ 70%, tổng chiều cao 20,2 m. Thực tế chủ đầu tư đã biến công trình nhà ở thấp tầng thành chung cư mini cao 10 tầng diện tích xây dựng 230 m2 chia thành 45 căn hộ để bán. Tại buổi họp báo chiều nay ở Bộ Công an, đại diện Công an thành phố thông tin về vụ việc bé gái 2 tuổi bị bắt cóc, sát hại, đòi 1,5 tỷ đồng tiền chuộc. Công an Hà Nội đang mở rộng điều tra xem đối tượng Giáp Thị Huyền Trang, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Bắc Giang có đồng phạm hay không để tiếp tục xử lý vụ án. Theo đại diện Công an thành phố Hà Nội, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp để truy bắt, làm sao giải cứu cháu bé thành công. Tuy nhiên, quá trình ra soát, tìm kiếm, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện thi thể cháu bé tại khu vực cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Quá trình điều tra đến nay, Công an thành phố Hà Nội xác định Giáp Thị Huyền Trang là đối tượng bắt cóc. Trên đường lẩn trốn, biết lực lượng công an đang ráo riết truy bắt, không thể trốn thoát, nên đối tượng đã tự sát. Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng xem có dấu hiệu của đồng phạm hay không. Nếu không có dấu hiệu của đồng phạm thì theo quy định của pháp luật, đơn vị chức năng sẽ đình chỉ vụ án vì bị can đã chết. Thưa quý vị, ngày mùng 2 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Khánh Ly, sinh năm 1992, trú tại phường Yết Kiêu, quận Hà Đông về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 2 giờ 45 phút ngày 22 tháng 9, Tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hà Đông, phối hợp với Công an phường Yết Kiêu tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ tầng 26 trung cư Thiên Niên Kỷ. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bắt quả tang Hoàng Diệu Khang sinh năm 1996 ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Doãn Thị Tươi sinh năm 1989 ở phường La Khê, quận Hà Đông. Đinh Nho Tuấn sinh năm 1993 ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. Vũ Thành Quang sinh năm 1994 ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Trần Thị Khánh Ly sinh năm 1992 ở phường Yết Kiêu, quận Hà Đông đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại địa điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã thu giữ hai gói ni lông chứa tinh thể màu trắng và chất bột trắng, một đĩa sứ trên bề mặt có bám dính chất bột màu trắng, thẻ nhựa, ống hút, loa nghe nhạc. Kết quả giám định cho thấy các chất tinh thể và bột màu trắng bị thu giữ là ma túy loại ketamin có khối lượng 1,232 gram và cocaine có khối lượng là 0,734 g. Căn cứ lời khai và các tài liệu chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông đã bắt giữ Trần Thị Khánh Ly về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời đưa ra quyết định xử phạt hành chính đối với các đối tượng còn lại về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định truy nã đối với Đoàn Văn Hải, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, về tội đánh bạc. Theo điều tra, trước đó, đối tượng Đoàn Văn Hải có hành vi đánh bạc qua hình thức ghi 6.000 điểm số lô, số đề. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố bị can Đoàn Văn Hải về tội đánh bạc. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích ở đâu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định truy nã bị can đối với Đoàn Văn Hải nếu phát hiện đối tượng Đoàn Văn Hải ở đâu, người dân báo ngay cho công an quận Hà Đông, cơ quan công an nơi gần nhất, tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Không có mâu thuẫn, không quen biết, thế nhưng khi giáp mặt trên đường, chỉ cần nghi ngờ là đối thủ, một nhóm thanh thiếu niên luôn sẵn sàng hung khí để tấn công người khác. Mỗi đêm, các đối tượng tụ tập với nhau, đem theo hung khí, vỏ chai thủy tinh và cả súng tự chế để phô trương thanh thế, gây dối trật tự công cộng và trở thành nỗi khiếp sợ đối với mọi người tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dạng sáng ngày 22 tháng 9 năm 2023, Công an quận Hà Đông nhận được trình báo của người dân về một người tham gia giao thông bị ném chai thủy tinh vào mặt. Nạn nhân nhập viện quân y 103 trong tình trạng nhiều mảnh vỡ của vỏ chai thủy tinh găm vào vùng cổ và vùng mặt. May mắn là những vết thương này không gây nguy hiểm đến tính mạng. Xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, công an quận Hà Đông đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm nhóm đối tượng gây án ngay trong đêm. Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy nhóm này mang theo tuyếp nước kết vỏ bia di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố. Phối hợp nhanh với công an huyện Trường Mỹ và công an huyện Thanh Oai, công an quận Hà Đông đã xác định được đối tượng cầm đầu là Đào Anh Tuấn, 15 tuổi, trú tại thị trấn Trúc Sơn, huyện Trường Mỹ. Chỉ trong thời gian ngắn. 20 đối tượng liên quan đã bị triệu tập để phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tối ngày 22 tháng 9, nhóm này cùng nhau đi đánh một đối tượng có mâu thuẫn với Đào Anh Tuấn, nhưng do không tìm được người để đánh, chúng đã dùng vỏ chai bia để ném vào nhiều người đi đường dù biết rằng họ không liên quan. Em đến cái sân gôn Thanh Hà thì các anh có một anh anh đến anh chia bia cho mọi người xong bàn bạc là đi đổ xăng xong đi kiếm nhóm Na Cha luôn ạ. Để nhận biết nhau khi đi trên đường là có một anh anh bảo xi si nhan trái nên để cả đoàn dễ nhận biết nhau để không phải nhầm người này người kia. Khi di chuyển thì có anh anh cầm thanh đao anh quẹt xuống đường xong mua máy xong có cả mấy bạn đi nhanh nặng nách đánh, đánh võng lúc đấy đoàn đang đi đi thì cháu đi đâu trong đoàn có người bảo là đối cái thì cháu tưởng là đối ở trong nhóm là cha nên là bọn cháu ném ạ xong rồi được sau cháu nghe thấy hai ba tiếng căng nướng đất nhưng Manh động hơn, quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an quận Hà Đông phối hợp với đội 4 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội cũng làm rõ thêm hành vi dùng súng bắn người đi đường bị thương của nhóm thanh thiếu niên này. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và gây dối trật tự công cộng. Đồng thời, tạm giữ hình sự 5 đối tượng về hành vi giết người, 10 đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng. Theo hồ sơ xác minh của cơ quan công an, các đối tượng đều là những thanh thiếu niên hư hỏng, bỏ học sớm, chơi bời lêu lỏng, thiếu sự giáo dục quản lý từ gia đình. Các cái đối tượng đấy, đều ở trong cái độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi đấy, đã bỏ học. Đấy, có những trường hợp thì là mồ côi, việc điều tra truy xét xác minh các đối tượng này gặp cũng gặp khó khăn trong quá trình truy bắt. thêm nữa là là các cái đối tượng quen nhau và và rủ đi đánh nhau qua cái Facebook cũng không biết rõ tên tuổi địa chỉ và mà khi bị cơ quan công an phát hiện thì đều xóa những cái Facebook đi gây khó khăn cho cái việc điều tra truy bắt. Hà Đông là địa bàn giáp danh với nhiều quận huyện nằm trên tuyến đường huyết mạch nối các quận nội thành với các huyện vùng ven như Thanh Oai, Trương Mỹ. Đây là cung đường chính mà các ổ nhóm thanh thiếu niên thường chạy qua, tiến vào các địa bàn trung tâm thành phố để gây rối, đánh nhau. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát hình sự công an quận Hà Đông sẽ tiếp tục phối hợp cùng công an các phường đẩy mạnh công tác tuần tra, điều tra cơ bản nhằm kịp thời phát hiện các ổ nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, gây rối, từ đó lên phương án đấu tranh ngăn chặn hiệu quả. Những ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại phần thời lượng của bản tin 141 ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai.